huyết long nhỏ rất là hot nha mọi người nha. Liên tục lên clip và cũng như liên tục anh em đã làm cái clip đó, không còn một cái con nào có thể trụ lại được anh em ha. Rất là nhanh. Thì hôm nay em lại tiếp tục tách cho mọi chúng ta xem 25 con huyết nhí nữa. Nói là nhí nhưng mà thật ra nó từ là 16 cho đến là 18, 19 xăng luôn nha mọi người nha. 16 đến 18, 19 xăng lúa chứ từ 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. Rồi có một số con là hơn 5 chấm, là size nó 18, 19 xăng. Thì trong clip này em đã tách được 20 mấy con và sẽ lên cho mọi người chúng ta xem ha. À, anh em thích cá này chơi mà anh em không có lúa, anh em cứ thích lấy cá mang về, khỏi cần đưa trước gì hết luôn, cứ lấy về chơi trước anh em ha. Rồi mình sẽ gấp sau. Rồi anh em mà thích chơi cá đẹp này, chất lượng này, anh em mà có cá dòng thấp hơn hay là cá lỗi cái gì đó, anh em muốn hỗ trợ, bên em sẽ hỗ trợ mình để mà mình có thể nâng cấp lên, mình chơi một con huyết long xịn nha anh em. Tất cả những cá này là cá nhập Indo chính ngạch, đẻ tại Indo, nhập Indo về Việt Nam chính ngạch mọi người nha. À, cảm ơn mọi người. Bây giờ sẽ mời mọi người chúng ta cùng xem từng con một trong clip này nha. Ok. Ok, hello mọi người. Thì đây là con ô số 1 mọi người nha. Em này 16 xăng, đuôi đỏ. Em này là 4 củ 8 nha mọi người ha. 4.8, con này đuôi rất là to ha. Đó. Đuôi rất là to mà chỉ có 4.8 thôi nha mọi người nha. Ở cái size này mà đuôi nó đỏ và đuôi nó to như vậy thì lớn nó sẽ rất là đẹp ha mọi người ha. Ô số 1 nha, 4.8. Mắt môi đâu đi chủ hết nè mọi người ha. 4.8 ô số 1. Đó. Rồi, tiếp theo là ô số 2. Con này size lớn hơn, con này là tầm 17 xăng, 17 18 xăng, đuôi cực kỳ bự luôn. Đầu muỗng càng dài. Đó, đuôi bự luôn. Em này là 5 củ 5 nha mọi người nha, 17 18 xăng, 5.5. Thì trong clip này nó sẽ có 4.7, 4.8, 4.6 luôn. Rồi 5 chấm mấy có đủ các loại, 5 chấm, 5.2 cũng có luôn. Mọi người chúng ta cứ xem qua ha. Rồi mình thích con nào thì mình lụm con đó nha. Anh em không cần đưa trước, lấy cá về chơi trước ha. Rồi bên em có hỗ trợ nâng cấp luôn. Và đây là ô số 3. Em này là 4.9. Đó, khoảng là 17 xăng, 4.9 mọi người nha. Đuôi cực kỳ đỏ luôn. Đó, đuôi đỏ tới trong luôn. Đầu muỗng nha. Đó, cá chuẩn chỉ 17 xăng, 4.9, ô số 3. Em sẽ cố gắng quay nhanh nhanh để có thể mừng chúng ta có thể xem được nhiều cá hơn. Đó, cá thì bên em bao la. Đó. Rồi, đây là ô số 3, 4.9. Mã clip là 104 mọi người nha. Rồi, bên đây là ô số 4. Con này là 4.8, 16 xăng, đầu muỗng đuôi đỏ mọi người ha. Tất cả cá hiện tại em đang để là phông trắng nha mọi người nha, cho mọi người chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn. À, nó sáng. À, con cá nó sáng lên mà anh em có thể nhìn thấy rõ hơn nha. Cá nhỏ để phong đen thì hơi khó nhìn. Đó, ô số 4 nha, 4.8 củ. Đó, mã clip là 104. Con này đầu muỗng luôn nha mọi người nha, mà 4.8 thôi, đu rất là to ha. Đó, 4.8. Rồi, ở đây là ô số 5. Ô số 5 này là cũng 4.8 luôn, 16 17 xăng. Đầu muỗng đu to. 4 củ 8 nha mọi người nha. 4 củ 8. Ô số 5. Đó, rất là ok mọi người nha. Ô số 5 4 củ 8. Rồi, bên đây là một bé ô số 6 nha, 4 củ 9. Con này tố chất cực kỳ cao. Mỏ đỏ, đầu muỗng, đuôi đỏ, đuôi rất là to luôn. Cá cái form dáng này rất là ok, nở họng nha mọi người nha. Đó, anh em thấy không? Cá căng đét luôn. 4.9 ô số 6 nha mọi người. Ô số 6 4.9. Đẹp chưa? Quá phê luôn. Rồi, ở đây là ô số 7 mọi người nha. Ô số 7 này là 5 chấm. Đó. 16 xăng. 16 17 xăng, đầu muỗng ha, 5 chấm. Ô số 7 5 chấm. Mã clip là 104. Rồi, đây là ô số 8, 5.2. Ô số 8 này là 5.2 mọi người nha. Con này là khoảng 17 xăng. Đuôi rất là to ha. Đuôi đỏ rất là to. Ô số 8, 5.2. Rồi, ở đây là ô số... Sorry mọi người. À đây đây. Ô số 9.
ô số 9 đầu muỗng chuẩn chỉ 4.8 4.8 16 17 xăng. Đó, cái này là bao chất lượng, mọi người thông cảm giúp em quay một mình. Cameraman nó về rồi. Đó. Cho nên là hơi lập chụp hình ảnh nó hơi giật xíu nên thông cảm nha, em sẽ cố gắng hết sức quay để mọi người chúng ta có thể xem ok hơn nhất có thể nha. Đầu muỗng. Đó, đuôi to càng dài. Ô số 9 4 củ 8. Rồi, bên đây là ô số 10. Con này rất đuôi xíu, 4 củ 6 nha. Đó, mình nhập cá về đàn thì đôi khi nó sẽ không tránh khỏi những cái rách đuôi xíu này. Đó, còn 4 củ 6 đầu muỗng nha mọi người nha. 4.6 ô 16. Ô số 10. Bên này là 4.6. 4 củ 6 ha. Đầu muỗng, đuôi đỏ. Rồi, bên đây là ô số 11. Đây là 4 củ 9 nha. 4 củ 9. Ô số 11, 4 củ 9. Con này đuôi rất là to luôn mà nó ở ngay cái nước chảy xuống cho nên là nhìn nó không có được căng cá. Đó. Ô số 11, 4.9 củ. Đầu muỗng ha. Đuôi khích lắm nha. Ô số 11, 4.9. Rồi, bên đây là ô số 12, con này 4.8, 16 xăng. Đó, 4.8, ô số 12 nha, mã clip là 104, có giao lưu và có góp, có nâng cấp luôn. Anh em thích thì mang cá về chơi trước. Đó, rồi mình góp sau nha. Đầu muỗng luôn, chỉ có 4.8 thôi. Đuôi lửa luôn. Ô số 12, 4.8. Rồi đây là ô số 13, đuôi to càng dài, 5 củ, ô số 13, 5 củ nha mọi người nha. Đấy, ô số 13, 5 củ, đỏ chót luôn, con này đỏ cả đỏ, môi đỏ, đuôi đỏ ha. Ô số 13, một hôm trước có một số anh em hỏi em là ở sao con huyết mà nó không đỏ lè hết nguyên con mà nó chỉ đỏ cái đuôi. Thì thật sự là cá size nhỏ cỡ này thì làm sao mà có chuyện đỏ được hết nguyên con mọi người. Đó. Thì cái này cũng không trách được, tại vì có một số người anh em chúng ta không có hiểu. Huyết lông size nhỏ thì nó sẽ không có màu đâu, nó chỉ đỏ đuôi thôi. Rồi lớn thì nó sẽ có đỏ ha. Rồi đây là ô số 14, con này 19 xăng, 5 củ 5 nha mọi người nha. Đó, con này bản đuôi nó rất là cao luôn, đuôi cực kỳ bự luôn. Ô số 14, 5.5 củ. 19 xăng, 5.5 củ thôi. Càng rất là dài, đuôi rất là to. Rồi bên đây là ô số 15. Ô số 15 này là 5 củ 5. Đuôi rất là khích nha. 18 xăng, 5 củ 5, đuôi to, khích, đầu muỗng. Ô số 15 luôn. Rồi, bên đây là ô số 16 nha mọi người nha. Ô số 16 này là 5 củ 5 luôn. Cũng 18 xăng luôn. Đuôi to càng dài, đầu muỗng, môi đỏ, đuôi đỏ. Ô số 16, 5.5 củ. Đuôi tròn tam hoa mọi người nha. Ô số 16, 5.5 củ. Rồi, ở đây là ô số 17 mọi người nha, 5 củ 2. 5.2. Đó, anh em nhìn đuôi càng nè nha, đầu muỗng nè nha. Đó, ô số 17, 5.2 thôi. Đầu muỗng vẫn lên luôn ha. Ô số 17, 5.2. Rồi, đây là ô số 18, 5.5. Đuôi rất là to, con này đuôi rất to nha, 17 xăng, 5.5. Ô số 18, 5.5. Rồi, ở đây ô số 19 mọi người nha.
Ô số 19 này là 4.9. Rồi. Và đây là ô số 20 mọi người nha. Ô số 20 này là 5.5. Đầu mũ vẫn đuôi to, càng rất là dài, râu quê chỉ thêm. Con này là một trong những con sẽ là bay sớm nhất trong clip này luôn. Rất là đẹp. Ô số 20 5.5 cũ nha mọi người nha. Đuôi rất là to ha. Đuôi cực kỳ đẹp luôn. Rồi, ở đây là ô số 21. Con này là 4.8 cũ, 16 cm. 4 cũ 8 nha mọi người nha. Ô số 21. Đầu mũ đuôi đỏ, 16 cm. Rồi, bên đây là ô số 22. Con này là 4 cụ 7 nha mọi người. 4 cụ 7 ha. 16 cm, 4 cụ 7. Ở đây là ô số 23. Con này 5.7 nha mọi người nha. Ô số 23 5.7, 18, 19 cm, 5.7 nha mọi người nha. Đó, ô số 23 ha. Rồi, bên đây là ô số 24. Con này là 5.6 cũ. Ô số 24, 5.6 cũ nha. Mã nick là 104. Bên em có giao lưu và có góp cho anh em mình luôn. Anh em thích thì mang cá về chơi trước ha. Còn góp sau. Có giao lưu nâng cấp. Mấy em cá đang bơi tại trong con lim số 38 nha mọi người. Ô số 24 5 cũ 6. Rồi đây là con cuối cùng. Con ô số 25. Con này 5 cũ 7 nha. Càng dài đuôi to, 19 cm. Đuôi to càng dài, 5 cũ 7. Ô số 25 nha. Đó, rất là ok ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem tới đây. Chúc mọi người chúng ta nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại chúng ta trong clip tiếp theo nha. Bye bye.